Tắt đi con, ồn quá. Trời ơi, lại quên không mới bánh nữa rồi. Ôi giời. À, trời, má hổ hồn. Nó chạy sao vậy? Xuống đỡ phụ nó lên coi. Chạy. Nó chạy sao vậy? Đỡ phụ nó mẹ coi. Rồi. Nó ghê quá à. Cây cỏ kia đâu vậy? Thôi đi đi. Gọi nó đi. Chạy cho cố vô cái gì. Rồi đi đi. Để cho nó quay đầu đi ăn. Chạy được xe nhìn cái tướng. Dép gút nó giục luôn rồi. Tôi là ai đây là đâu? Đi 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 đi. Ơ
Dược á. 120.000 đồng một chậu, rất phù hợp với mức chi tiêu đang được người dân thắt chặt cho bối cảnh chung. Hết hồn. Anh Lâm Đức Độ, vườn lan Hiền Nguyễn ở Lộc Tiến, Bảo Lộc nói: hiện giờ thì có trong vườn được khoảng gần chục loại giống về dòng phụ nữ. 10 cái dòng phụ nữ thì là tiêu thụ rất tốt, trồng có giá trị so với túi tiền người dân thì bán rất hợp lý, thì người bán cũng rất chặt. Tiền mà số tiền. Từ từ phanh lại thôi. Vàng này. Cái đồng 98 này. Con vàng đấy. Chạm vào kia đây. Đấy chưa, mình đã chủ động mình đi chậm rồi. Có đấy mà mình vào phát tin là mình hôn nó ngay đấy. Vừa nói xong.